Chào anh em, sau những ngày vật lộn với iPhone thế hệ mới bên Sing thì bây giờ mình đã quay trở lại với những tin tức công nghệ nóng hổi đây. Đầu tiên, Vivo V17 Pro ra mắt, màn hình không viền, 6 camera, chip Snapdragon 675, điện thoại gập Galaxy Fold tại Việt Nam, hot hơn cả iPhone và giá khủng. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max cùng có 4GB RAM. Chủ tịch Microsoft đang tìm cách giúp Huawei thoát khỏi lệnh cấm. Cuối cùng, Xiaomi xác nhận ngày ra mắt Mi Mix Alpha với màn hình chiếm 100% mặt trước. Sau khi ra mắt chiếc smartphone có thiết kế màn hình thác nước độc đáo là Nex 3, Vivo tiếp tục ra mắt thêm một chiếc smartphone tầm trung là Vivo V17 Pro, gây ấn tượng mạnh khi sở hữu 6 camera, 2 ở phía trước và 4 ở phía sau. Vivo V17 Pro được trang bị suy xử lý Snapdragon 675, tương tự như Vivo V15 Pro. Bên cạnh đó là bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng pin được tăng lên là 4100mAh. V17 Pro sở hữu tới 2 camera selfie có thiết kế kiểu pop-up, camera chính 32MP và một camera góc rộng 8MP. Module này thì còn được tích hợp cả loa và đèn flash LED nữa. Nhờ thiết kế này mà Vivo V17 Pro có thể sở hữu thiết kế màn hình không viền, không rãnh, màn hình OLED có kích thước 6,44 inch, độ phân giải Full HD cộng, theo tỷ lệ 20:9, có cảm biến vân tay được tích hợp dưới màn hình cảm ứng. Ở phía sau, Vivo V17 Pro được trang bị 4 camera sau xếp theo chiều dọc, trong đó bao gồm một camera chính 48MP, camera tele 13MP, camera góc rộng 8MP và một camera chụp macro 2MP. Smartphone này thì có giá bán là $422 tại thị trường Ấn Độ. Mới đây thì một cửa hàng điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh đã xách tay về một chiếc Galaxy Fold, hàng hot của Samsung thời gian gần đây. Tuy nhiên, đại diện cửa hàng thì tiết lộ chiếc Galaxy Fold này chỉ được đưa về với mục đích là các tín đồ công nghệ có thể trải nghiệm công nghệ mới tại cửa hàng thay vì mở bán. Dù có mức giá bán ban đầu là $1,980, nhưng việc khan hiếm đã đẩy giá thiết bị này lên đến $4,000 khi được đem bán lại tại Hồng Kông. Vì vậy, giá thành của Galaxy Fold có thể lên đến 99 triệu đồng khi đưa về Việt Nam. Theo truyền thống thì Apple vẫn không hề tiết lộ thông số bộ nhớ RAM và dung lượng pin của những chiếc iPhone mới nhất. Trước đây đã có một số thông tin tiết lộ rằng iPhone 11 có RAM 4GB, trong khi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max được nâng cấp lên 6GB RAM. Nhưng với một tài liệu mới bị dò dỉ bởi Tenna cho biết rằng Apple chỉ nâng cấp bộ nhớ RAM trên iPhone 11 Pro Max và giữ nguyên 4GB RAM trên hai chiếc iPhone còn lại. Mới đây nhất thì Geekbench đã có kết quả thử nghiệm hiệu năng của cả 3 chiếc iPhone 11 và 3 smartphone này đều được trang bị chỉ là 4GB RAM. Một báo cáo khác từ nhà phát triển Steve Trowden Smith cũng xác nhận thông tin trên sau khi anh này đào sâu vào Xcode để tìm hiểu. Báo cáo này thì khẳng định rằng iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max cùng chỉ có 4GB RAM. Chủ tịch Microsoft, ông Brad Smith, đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm cung cấp cho Huawei với việc cung cấp phần mềm Windows cho máy tính của công ty Trung Quốc này. Huawei thì đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách đen hồi tháng 5 vừa qua vì cho rằng công ty này là mối đe dọa cho an ninh của Mỹ. Điều đó ngăn cản các công ty Mỹ cung cấp công nghệ mới nhất của họ. Brad Smith thì cho biết rằng ông không tin rằng là an ninh của Mỹ sẽ suy yếu khi cho phép khách hàng của Huawei sử dụng hệ điều hành hoặc ứng dụng của Office. Các chính phủ trên khắp thế giới sẽ phải giải quyết nhu cầu an ninh quốc gia của họ, ông cho biết. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết vào tháng 7, bộ phận của ông sẽ cấp giấy phép cho các công ty miễn trừ lệnh cấm bán công nghệ cho Huawei, miễn là không có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ một cái sự cấp phép nào, mặc dù họ đã nhận được hơn 100 yêu cầu từ nhiều công ty khác nhau. Xiaomi sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 24 tháng 9. Hãng đã bật mí rằng thiết bị sẽ xuất hiện trong sự kiện này là chiếc Mi Mix Alpha. Đây chính là thiết bị kế nhiệm của Mi Mix 3 và có nhiều thay đổi trong mặt thiết kế. Theo những ảnh teaser mới được Xiaomi đăng tải, thì smartphone này sẽ có màn hình cạnh siêu cong gần giống với màn hình thác nước của Vivo Nex 3. Các ảnh teaser khác thì cho thấy rằng máy sẽ có kết nối 5G và đáng chú ý hơn là tỷ lệ màn hình chiếm đến 100% mặt trước. Nếu đây là sự thật thì Mix Alpha sẽ là smartphone có tỷ lệ màn hình trên mặt trước là cao nhất hiện nay. Từ giờ cho đến ngày ra mắt của thiết bị này thì chúng ta có thể sẽ thấy thêm nhiều hình ảnh rõ rỉ hơn và có một bức tranh rõ ràng hơn về những gì Mix Alpha mang đến. Rồi và đó là tất cả những thông tin công nghệ ngày hôm nay của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Tạm biệt.